quá nhỉ. Mời bác này, bác chuyện này. Đây, đây. Này, mình biết chuyện rồi nhỉ. Vâng. Biết lâu chưa? Mới biết bác chuyện rồi. Mới biết. Mới biết qua cái thằng thằng gió thoáng qua. Cái bạn ra lộ nó hỏi. Cái bạn cái cháu đi nhìn thế là chả biết cháu là gió thoáng qua chả biết là. Ok. Thế sao vậy? Thế sao hỏi xong cho nó địa chỉ mọi cái xong rồi bảo cháu là ai, sao phải khai. Gió thoáng qua thì chú biết được sao nhỉ? Thế là về sau ta cháu phải chiến con lợn loa. À vậy đúng con bố chú này là với tôi chứ. Thế là với tôi chứ. Thế là biết rồi đấy. Cảm ơn đơn giản. Anh nào cũng phải là ông già mất hóa ra. Không có thời gian. Chiếc thông tin mặt của nó là không có thể lý định. Vâng. Kỹ cửa cái chiếc thông tin mặt của nó không ai ngoài. Này, thế mà bản thân. Zalo nó để gió thoáng qua, nó bảo chú kết bạn với cháu đi. Gió thoáng qua ai biết vậy là ai? Ai hiểu được? Bạn thân mẹ nói nhá. Vâng. Bạn thân mẹ nói này, cả nó tiếp tục gọi là cái mà cái mật khẩu của nó. À, cái đấy nó mật khẩu nó phải bảo mật. Nhiều cái đó. Nó bảo không. Đấy thì không tiết lộ được. Không tiết lộ. Nó bảo đã cho cô vậy thì lộ hết. Ừ, đấy đúng chính xác. Cái kín các bạn đấy, kín cực kỳ, kín lắm, đã, à không em cái nghề phim ảnh, đấy là nghề của em, cơ của chú, đã, nhà chúng tôi nào, em đối diện nhà phong đấy, em đấy là từ cửa hàng thuê còn nhà qua ngã tư trăm mét, qua ngã tư Hoa Đô, Trường Sơn được chưa? Đối diện cửa hàng cổng ngân hàng nông nghiệp. Qua ngã tư 100 mét rồi. Ba tay chưa say như YouTube này. Đấy. Vào với mảnh nó đi. Kiểu chén này đúng không anh nhá. Chén này có ngọn như chén của em. Có ngọn như này. Anh ngon mặt đấy. Đúng vậy này, anh ấy nói thật với chú, anh nhiều cái tác phẩm hay lắm. Vâng. Anh cứ lên YouTube thế nào mong anh em mình. Cuộc sống là vậy, mình có nói là vĩnh cửu rồi. Có nghe đâu? So với người, so với người là vĩnh cửu đúng không? Tại vì người thì không thể sống dài hơn cái bộ bàn ghế này được. Sự ra đây này, 60 năm cuộc đời. Coi như là còn được đếch bao nhiêu nữa mà coi như là về với tiên độ chơi được cái gì thì chơi, dùng được cái gì thì dùng đi. Quay tỉnh đi. Wow. Còn anh em mình khi mà đã... Hôm nay là đúng là có cái cơ duyên được gặp bác chuyện thì xong là đến biết bác Hân thích quá. Mùa thu bác đã ra đi. Cuộc đời sinh ký tự như là thường. Sinh đời là con người ta rồi cứ sẽ đến đây. Thân khổ là cái đời nằm ở đây. Cuộc đời sống rất là kinh. Đấy là nói bác Quang đi nhá. Mời bác ngồi đi. Đấy, sống tròn vui là nên là sống bây giờ đi dùng được cái gì bác rồi. Em rất thích anh chuyện anh dùng được về cực kỳ về chắc chắn về kinh tế rồi sẽ chắc cực kỳ chắc chắn. Hôm nay ông quản lý kinh tế thì không khác đéo thằng Cường, mình gọi là thợ kỹ thuật mà đi kinh tế thì hôm nay ông cũng đúng như thằng Cường, thằng Cường nó kinh tế cường mạnh. Tôi thì không giàu nhưng mà tôi làm được thì chắc chắn lắm. Tôi nói thật là lỗi quá trường lại luôn. Tôi thích lắm ơi. Anh con gái là có thể tôi làm bác trẻ. Em ơi bác này, tôi nói thật tôi với nhau đã là bạn bè, đã là anh em. Nói chung văn hóa chính trị tôi tưởng trái không, không phải đâu. Không ai hiểu cái này cả. Vui là chính. Đúng rồi. Anh ạ. Cố gắng xây dựng tôi. Vâng, đúng rồi, chính xác bác nói câu đấy rồi. Xây dựng với nhau. Xây dựng với nhau tuyệt vời luôn. Kể cả chuyện với tôi. Dù vậy thì thắng. Em ơi bác này. Em ơi bác, tôi dùng cam này. Phần đầu cam nghĩa lộ đấy nó phải dư một tí mới được vào và tiền bạc nó vô kể lắm. Anh nhìn thấy cái này chưa? Cái nào mà nêu được em lại người ta bảo mọi sự đủ là vừa nhưng mà đủ thì không lo được cho người khác. Như bác nói là dư một tí thì có thể lo cho người khác được. Còn tôi nói cái này mùng 8 này tôi phải mua miếng đất 700 triệu, mùng 10 tôi mua chuẩn may tôi mua bao quan đua trong như mưa tôi mua thì ba nhưng mà tôi này cho người ta thuê tháng
một năm 50 triệu. Mình phải có dư một tí thì mình mới lo được cái việc 50 triệu. Tôi cùng con cảnh sát giao thông, thằng bé tôi phải lo ba kiểu, nếu mà ăn tiền thì... Đấy, cho nên nhiều cái việc để mà mình phải tính. Còn nó không có, tôi lại có cái nền tảng đấy rồi. Nhưng mà ra kinh doanh vẫn là nhất. Vâng. Nhưng mà nó sợ nó không có được. Không, mấy cái khả năng bản lĩnh mỗi người khác mỗi nhau. Mỗi người khác nhau. Chứ bác kinh doanh được, nhưng mà con bác nó chưa chắc. Đấy, chẳng hạn như thế. Con kinh doanh được là tuyệt vời. Tôi nói mình thông cảm. Vâng, đúng rồi, chính xác. Phải kinh doanh mới được. Vâng. Đấy, hiểu rồi. Mà báo cáo bác là đúng là dân có làm định, dân có làm định, hai làm không bền bỉ, thoáng cái là đầu óc, thấy là đầu óc kinh doanh lớn, đầu óc lớn, kể cả tôi làm giờ cái nhà ra làm định, tôi in tôi ấn tôi thuê tôi dọ kia, kể cả hết 500 triệu nhưng cuối năm tôi thanh toán, ông có tin không? Cứ ghi vào sổ đi. Em ra làm định tất cả các ngóc ngách những cái ngõ nhỏ bên trong đều là sản xuất kinh doanh cơ khí trường dạy loại. Trường dạy này vâng. Nam Định là trường dạy vâng. Đấy Nam Định người ta không em ấy tháng này đã đi xuống cái khu Nam Định chợ chùa còn vâng. Tôi không phải quan niệm không nhưng riêng Ninh Bình cứ đòi công cao cứ nổi lừa em rồi vậy. Nhưng mà không nhân cái số lượng đó được vậy đấy. Nên em mới bảo là tại sao Ninh Bình nó cứ từ lại về tức là chỉ nhìn cái trước mắt thôi cái lợi trước mắt đâu đúng không? Chỉ nhìn cái lợi trước mắt tôi nói thật có chuyện ông ban tôi nói thật đấy. Công dân Ninh Bình ông chỉ đòi công cao đấy nhưng mà không nghĩ là cái số lượng để nhân lên đấy ông nói rất thật vâng cũng nói thật với nhau rồi còn kể cả tôi làm từ đầu năm cuối năm tôi già với quyết toàn vâng thế mới một người vậy màu à xin chào nhá này cô bác về chơi nhà tí cuộc sống đó mà mình có nói rất mấy anh em vừa đi ăn sáng gặp nhau ở đây thì chết rồi đây mới mua mới trở về hôm qua đấy 37 triệu cô cụ đặt bên La Xuyên mấy tháng nhỡ mấy lần hôm qua mới lấy được đấy chào nhá em nhìn tuổi khỉ em nhìn nó ra con khỉ đấy mỗi người nó một cái cách nhìn khác nhau em thì nhìn ra con khỉ nó đang giơ tay nó một bên thôi. Ê anh em mình đi về đi em. Thế về à? Xuân chuột à? Vui nào có rồi kết thúc. Không cái gì vậy? Năm nay rồi em mình sẽ lại gặp nhau. Không chẳng phải cuộc sống mà. Anh em mình cứ ngồi lưu lại tí, anh em mình có thời gian thoải mái. Tháng này nó dính công việc rồi, nó bắt buộc nó phải về. Rồi. Nó đòi mũ lại. Đòi mũ cái lại đi, cái mang mũ của mình về lấy gì đi mũ đâu. Vâng. Đôi khi mình cũng phải cho bà con dân chúng biết tí. Người ta bảo chỉ giấu những cái bí mật công ty, bí mật quốc gia gì đó chứ. Chứ còn anh em mình, cái bản mặt anh em mình giấu làm gì? Ừ, đúng không? Có chuyện này, mời có chuyện ngồi đi. Có cái gì mà gơ mà ăn thế rồi, cái chân dung này. Quý nhất là cái dâu cằm của bác. Không, chú biết anh rồi. Là anh chụp ảnh với lại ấy là cái phải cái nào đáng chụp gọi chú bảo chú chụp còn không có anh không thích à đấy không thích thì mình cũng nên nó thoải mái tí đâu đấy thoải mái tí đấy anh chưa nhìn thấy đâu vâng đây đây là mình phải quay trước thì mình mới nhìn thấy sau đấy nhá sau cái này nhìn thấy nhá ok em ngắt nhá.